xin chào tất cả các bạn đã đến với Trang Chuối Show hay còn gọi là Sách Edu by Trang. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đừng quên like, share, subscribe kênh của tụi mình cũng giống như là follow tụi mình trên tất cả các phương tiện truyền thông media nha. Và nhất là trangchuối.com. Bên cạnh đó là tụi mình đã có mặt trên nền tảng Discord với cái tên là Sách Edu by Trang luôn. Hôm nay sẽ là một podcast rất là dễ thương, là sự chia sẻ của các bạn Gen G nói về những cái lo lắng của các bạn. Thì nào, chúng ta hãy nghe xem coi Gen G bây giờ đang lo gì nhé. Và hiện ban tổ chức đã thu thập được rất là nhiều câu hỏi mà các bạn đã gửi về qua email, và chúng mình đã cùng chị Trang đã lọc ra những câu hỏi đó để mà giải đáp những thắc mắc của các bạn ạ. Dạ, câu đầu tiên dành cho chị Trang đó là: chị ơi, làm sao để qua được khi nghĩ mình đã trao đi rồi thì mình sẽ mất giá trị, đối phương sẽ không còn hứng thú với mình nữa à? Ok, bây giờ là giá trị của một con người đó, nó nhiều hơn ở sex nữa, nó còn là những cái khác nữa đúng không? Nhưng thiệt ra khi mà tụi em ở cái tầm tuổi này, tụi em thường sẽ không có tự tin được, bởi vì trong tay đó, tụi mình không có gì hết. Tụi em chưa có công việc nè đúng không? Tụi em chưa có sự nghiệp của bản thân mình nè. Đôi khi đó, chưa có tiền để mà bỏ ra mua được cho mình một cái xe. Chị giả sử đi, tất cả những cái tiền chúng ta sống có thể là do tiền của ba mẹ đi, được không? Hay là ví dụ như tụi em đi làm được 5-7 triệu, nhưng mà sau đó sao? 5-7 triệu đó tụi em cũng phải suy nghĩ là tiền nhà, tiền xe, tiền cửa rồi đó, kiểu em có quá nhiều âu lo và tụi em cảm thấy rằng là cái giá trị của mình nó thấp, cho nên thành ra lúc đó cái cảm giác của mình như vậy là rất là dễ hiểu. Không sao cả, mình sẽ bị rơi cái chuyện đó, tại vì sao? Lúc đó ngoài cái hang nó ra hay là ngoài trái chuối đó ra thì mình cảm thấy mình không có con mẹ gì giá trị hết á mọi người, không có cái khỉ gì giá trị hết á, cho nên là cái cảm giác đó rất là bình thường. Vậy thì nếu như làm sao để cho mình cảm thấy tốt hơn, đó là hãy trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Dần dần khi tụi em biết được và nâng cao giá trị của bản thân mình rồi á, thì có phải rằng tụi em cũng sẽ đỡ cảm thấy mệt mỏi hơn, và tụi em sẽ cảm thấy rằng không có anh thì thôi, không có em thì thôi, chúng tôi đi ra và dọn sân đi kiếm một trái chuối hoặc là kiếm một trái đào khác chứ đâu có vấn đề gì đâu đúng mọi người. Đó, nên là hãy dành thời gian để mà phát triển bản thân của mình hơn, tốt hơn mỗi ngày, tốt hơn mỗi ngày. Rồi, tiếp tục. Có câu thứ hai rất là hay chị nè. Chị ơi, bọn em đang have a sex mà tụt mút mắt thì mình phải làm sao hả chị? Đang quan hệ thôi hả? Rồi ok, nếu mà đang quan hệ á, mà bị tụt mút á, thì nhớ là cũng nói cho người yêu, cái người mà đang quan hệ với mình biết. Chứ là em không biết tại sao, hay là anh không biết tại sao thì anh bị tụt mút, anh bị điếm lên. Và ok, lúc đó thì cả hai bạn có thể là ok, có thể foreplay lại một lần nữa nè ha, sẽ bắt đầu cố gắng mắc nhiệt với nhau một lần nữa. Còn không thì là thôi để giải quyết cho người kia xong đi rồi tụi mình kết thúc cái trận đấu ngày hôm nay. Đó, chúng ta sẽ có hai cách như vậy. Còn hai đứa tụt mút chung thì thôi dừng lại, đóng quần lên, đi làm chuyện khác. Ha, không, việc mà tụt mút nó có, mọi người ngay cả hỏi chị đã có bị tự nhiên đang quan hệ bị tụt mút không? Có đâu mọi người, tự nhiên đang quan hệ một cách bình thường luôn. Cái tự nhiên cảm thấy rất là irritated, tức là cảm thấy rất là khó chịu khi mà người đó vẫn tiếp tục tiểu thúc cho người mình cứ không được, nó không chịu được, được chưa? Vậy thì sao, chuyện đó chuyện bình thường ha, lâu lâu mình bị tụt mút vậy không vấn đề gì hết trơn. Với em thì em nghĩ là em sẽ tinh tế hơn, nghĩa là vừa tụt mút xong cái là em phải rút ra liền, và rút ra xong và em sẽ làm lại từ đầu, em sẽ dạo lại từ đầu, không để chồng bạn ấy biết. Kiểu như là phải là từ đầu đúng không, xong rồi đúng từ sẽ dần dần nó sẽ dạo lại từ đầu. Ok, đúng là tụi em sẽ nên cố gắng, tức là tự cố gắng trước, tự cố gắng để kiếm lại cái mút trước. Nhưng nếu nên khi mà tụi em đã tự cố gắng nhưng vẫn không thể kiếm lại thì nhớ cũng đừng quên chia sẻ với lại người bạn tình của mình. Có một cô gái truyền thống nhắn gửi tới chị một câu nè: chị ơi, em thật sự rất phân vân giữa việc giữ việc có nên giữ lần đầu hay không, bởi vì nhà em theo kiểu truyền thống và mà em luôn dặn rằng là phải giữ bản thân mình trong sạch, phải giữ cái ấy thật là ngàn vàng thì chồng mới yêu thương được. Nhưng với xã hội hiện đại thì ngày nay thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu là hơn nữa rằng là em sợ rằng nếu giữ lần đầu của mình á thì mình sẽ không có nhiều kinh nghiệm lắm, sẽ khiến đối phương không được thoải mái và không được thu hút bạn ấy và cũng không thỏa mãn được nhu cầu của bản thân cũng như bạn ấy Nói chung là vậy nè mọi người, hãy quan hệ khi mà chúng ta sẵn sàng. Vậy thì đơn giản là hiện tại do em chưa sẵn sàng thôi, chưa có đủ lý do để quan hệ thôi. Đến một lúc em có đủ lý do rồi em sẽ quan hệ. Như cũ, câu nói của chị là dù quan hệ hay không quan hệ thì an toàn tình dục vẫn là trên hết. Ok chưa? Từ từ đi em. Cái này từ từ, không cần ép bản thân của mình ha. Cứ từ từ. Đến một lúc đầy đủ lý do rồi là
Rồi, còn cái chuyện mình mẹ mình truyền thống á mọi người, thật ra là chị đã nói là nếu như mà khi mà chúng ta muốn thì chúng ta sẽ làm, mà nếu như chúng ta đã không muốn thì chúng ta luôn luôn có lý do, được chưa? Cho nên là thoải mái lên, chưa sẵn sàng thì thôi, không sao cả. Cái này là do kiểu gia đình bạn ấy tiêm nhiễm vào đầu quá nên bạn ấy mới sợ. Còn đối với gia đình em thì trước khi ra đại học thì mẹ em đã xài bàn tay em ra và đưa cho em một bọc cao su kêu hãy giữ mình nha con. Sắc quá, trời ơi, được không? Xuất sắc quá. Dạ em vừa Để đọc tôi bằng hồ sơ ấy. giỏi. Có một bạn bạn nói là phụ huynh biết mình không theo truyền thống thì sẽ thất vọng lắm. Mọi người vậy nè, thật ra là ba mẹ của tụi mình á không có phải là muốn tụi mình giữ trinh tiết hay là muốn tụi mình như thế này như thế kia đâu. Thật ra ba mẹ thì chỉ muốn là cuộc sống của con của mình nó bớt va vấp, nhất là ba mẹ Việt Nam thì thích bảo bọc con mình để cho con mình không có bị những cái va chạm, những cái va vấp. Nhưng mà có một vấn đề nằm ở chỗ là cái gì, rồi tụi em cũng phải té thôi, ba mẹ cũng đâu thể nào bảo bọc tụi em mãi được, được không? Và cái mà ba mẹ dần sẽ cảm thấy yên tâm hơn là gì, là khi tụi em té thì em đứng lên được và tụi em đi tiếp. Dần dần thì họ sẽ buông tay bỏ ra. Chứ nếu mà ví dụ như là họ thấy tụi em té xong tụi em ăn vạ thì họ đâu dám để cho tụi em té nữa. Cho nên là hãy cố gắng lên. Và bên cạnh đó là phụ huynh của tụi mình á, họ đã có một cái gap thế hệ rất là lớn với tụi mình rồi. Bây giờ họ lớn hơn mình bao nhiêu tuổi, hãy nghĩ xem đi, cái năm mà họ 18 tuổi và cái năm mà tụi em 18 tuổi, họ có cái gì, họ đang làm gì, mối quan hệ tương sinh của họ với cái thế giới này nó như thế nào, và bây giờ tụi em 18 tuổi tụi em như thế nào, thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu nhau liền được ha. Cho nên là hãy tôn trọng cái ý kiến của bố mẹ mình, nhưng mà cũng đừng quên tôn trọng chính mình và có trách nhiệm với từng cái quyết định của các bạn đưa ra. Dạ, có một câu hỏi nữa là một bạn thuộc cộng đồng LGBT gửi về cho chị, đó là chị ơi em vẫn luôn cảm giác là em không được sạch sẽ trước khi vào quan hệ, là kiểu như bạn ấy đã chuẩn bị rồi, đã chuẩn bị rửa sạch quan hệ bằng bằng hậu môn, là bạn ấy đã chuẩn bị sạch sẽ rồi, nhưng mà khi mà lâm trận thì bạn ấy vẫn cảm giác là mình không sạch sẽ, thì làm sao mà để bớt cái việc đó đi, kiểu bớt luôn cái sự cái lo Đầu sợ đi tiên ạ. á là hãy chia sẻ với lại cái người partner của mình. Lúc này cái người partner thì cũng phải có duyên nha mọi người, chứ đừng có vô duyên nha. Ok, cũng phải có duyên, với cho là không, anh thấy là nó rất là ổn, thì anh thấy nó rất là sạch sẽ, không vấn đề gì hết, em an tâm, em an tâm. Thì có phải rằng từ từ rồi em mới vượt qua được không? Chứ ví dụ như gặp vô anh thấy đúng là đôi khi nó cũng vậy vậy, hay là thôi rồi từ đó trở đi là kết thúc luôn mọi người, không bao giờ cảm thấy cuộc đời nó sáng sủa luôn á. Hay nó là ok, chú ý là chúng ta hãy nói chuyện với người bạn tình của chúng ta ha. Cái tiếp theo nữa là cái gì, nó đã là vấn đề về mặt tâm lý rồi á thì nó cần có sự giúp đỡ của người khác, là người bạn tình của chúng ta. Và bên cạnh đó là gì nè, tụi em phải ngừng nói với mình cái chuyện là nó dơ, tại vì nếu như mà tụi em cứ nói mãi thì tất nhiên tụi em phải tin chứ, đúng không? Tụi em sẽ cảm thấy là ui tôi mới sạch, tôi không có sạch, tôi không có sạch, tôi không có sạch, thì là tôi không sạch thiệt, được chưa? Cho nên là dừng nói với bản thân mình cái câu đó đi, xong chỉ có vậy thôi, ngoài cái đó ra là không còn cách nào nữa. Chị ơi em thấy có rất là nhiều bạn sinh viên ở đây á muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho chị có một bạn rồi. Hello. Xin chào chị Trang Chuối cùng anh MC cùng tất cả mọi người của ngày hôm nay. Thì em có một cái câu hỏi mà nói chung là cái này đi thì nó sẽ thường là nó vấn đề của các bạn LGBT nhiều hơn. Thì em chỉ muốn hỏi là có một cái mà em không thể nào tưởng tượng, đó hỏi là nên làm gì sau một cái trận chiến thì ai nên là người dọn và chúng ta nên dọn như thế nào cái bãi chiến trường đó. Bởi vì em gặp rất nhiều tình trạng các anh y như là các anh làm cho đã đỡ địa, các anh làm quốc ngựa tri phong xong cái là rồi I sleep and you clean and I sleep, hoặc là các anh sẽ nằm relax xong mình phải vào mình kêu ủa là sao, mà thậm chí ví dụ như mình ở tất cả các vai vế khác cũng vậy, tất cả các vai vế khác cũng vậy, hầu như rất là nhiều bạn bị thiệt ở cái phần đó. Thì em có nghe một số người thì bảo là nếu như người ta không có clean thì họ không có yêu mình, hoặc là họ không có thật sự quý trọng mình đâu, họ chỉ muốn enjoy cái giây phút đó thôi, nên là em muốn nghe Ok, ý kiến của chị ạ. chị nghĩ đây là câu chuyện của cả hai cùng dọn được không? Hoặc là ví dụ như ngày hôm đó một trong hai người dọn đi, nhưng mà cũng sẽ có cái việc nói chuyện với nhau để mà đưa đến sự đồng thuận là một trong hai người dọn, còn không thì là hai người cùng dọn vậy thôi, cả hai người cùng dọn. Còn bây giờ nếu như mà một cái bạn nào á mà kêu rằng á là ôi bây giờ anh không có clean, anh không có dọn dẹp gì đó giờ hả, là anh không có thương em. Nhưng có vấn đề nằm ở chỗ là không nói ra đôi khi người ta cũng không nghĩ vậy mọi người, tức nghĩa là đôi khi cái mà mình nghĩ á chưa chắc là người ta đã nghĩ tới, được không? Có thể là sẽ có vài ba ông asshole làm như vậy với mọi người, nhưng mà có phải rằng khi mọi người không hỏi thì mọi người sẽ không xác định được đó là asshole hay là đơn giản người ta không biết, công nhận không? Cho nên là hãy nói là
tụi mình có thể cùng nhau dẹp được không, tụi mình có thể cùng nhau dọn được không. Khi mà mình hỏi cái câu đó ra rồi là tụi mình cũng xác định được. Và nếu như tụi mình vẫn tiếp tục quyết định quan hệ với người đó thì đó là trách nhiệm và đó là cái bài học của các bạn. Đó là cái việc mà các bạn phải chấp nhận, tại vì bạn đã đồng ý với quan hệ với một người mà họ không muốn phụ giúp gì bạn hết. Bạn cho người ta cái quyền đó mà. Còn không á thì khi mình đã biết cái người đó là cái người mà họ kiểu asshole, mình dừng lại thì là xong rồi đó. Một lần rồi thôi, không kéo lại niềm đau nữa. Và khi mà mình hỏi như vậy á, gặp những cái người không biết á, thì à bây giờ người ta biết thêm một chuyện nữa. Và sau đó thì những lần sau người ta có thể phụ mình, người ta có thể giúp mình. Dạ em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn câu hỏi đến từ Trần Văn Minh nha. Chị ơi, có một bạn hỏi là nữ ạ. Dạ, em với bạn trai của em đã cọ sát nhau nhưng không sử dụng bao cao su, nhưng chỉ cọ sát vài giây thôi. Và trước đó em có ra rồi và chùi rồi. Vậy thì có thai không ạ? Mặc dù là có bầu cũng dễ nhưng cũng không có dễ đến mức đó đâu mọi người nha. Có bầu thì dễ nhưng nó cũng không dễ đến mức đó đâu. Nếu mà nó dễ như vậy thì chắc là lúc mình đi bơi là con gái đứa chắc nó có bầu hết rồi, được không? Ổn, không có sao hết, 2-3 giây, 3-4 giây gì đó, nhưng mà chỉ là cả bên ngoài thôi, người kia vẫn chưa có những cái dịch, cho dù chỉ là dịch trong thôi nha mọi người, cũng không có sức, chưa kịp xuất ra thì cũng không sao cả, mọi người yên tâm. À, thở phào đi, thở phào đi mọi người. Rồi mà rồi kia bạn tiếp theo nào. Hello bạn, chào bạn. Trước tiên thì em chào chị và em chào anh và chào tất cả mọi người ở đây. Thì em cũng là một người trong cộng đồng LGBT và em có một câu hỏi dành cho chị là khi mà mình gặp cái partner của mình á mà người ta không làm cho mình hứng thú, mà kiểu mà mình không thể rên được luôn á, thì có thể làm cho người ta bớt tụt mút không vậy chị? Nói tức là làm sao để nói ra cho người ta bớt tụt mút đó đúng không? Dạ đúng rồi, kiểu như người ta hơi bị nhỏ cho nên là không có chạm đến được của mình á. Nói chung á là đừng có nói với người ta lúc đang quan hệ thì ác quá đúng không? Chúng ta sẽ không có nói trong lúc chúng ta đang quan hệ, ác quá. Chúng ta sẽ nói sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi, thì có thể mình không nói liền lúc đó luôn, mình sẽ nói với nhau vào một buổi khác đi, nhưng mà mình phải thiết kế một cái buổi để mình có thể nói chuyện với người ta một cách nghiêm túc. Và bên cạnh đó là gì, cái cách đơn giản nhất đó là hãy thành thật một cách khéo léo. Thành thật một cách khéo léo là sao? Là tụi em sẽ thành thật nhưng mà tụi em hãy nghĩ tới cảm xúc của cái người nghe và tụi em sẽ luồn lại, tức là tụi em sẽ wording lại cái câu nói của mình làm sao để bớt tổn thương người nghe nhất. Chị giả sử như thế này nha, cùng một câu nói là ngủ ngon, nhưng có phải là với từng giọng điệu khác nhau sẽ làm cho mình có cảm giác cái câu ngủ ngon này nó khác nhau không? Cho nên là khi mà tụi mình nói cái câu chuyện đó cũng vậy. Ví dụ như là ê mày là thằng cu bé, nghe rất là đau lớn, nghe đau lớn vãi luôn đúng không mọi người? Nhưng ví dụ như mình chán luôn á. Nhưng mà ví dụ như giờ mình kêu là ôi chim bé cưng thế, có vẻ nghe nó sẽ khác đi nhiều đúng không? Ôi chim bé cưng thế, có vẻ cái người nghe sẽ cảm thấy là ổi. Ok, nó cũng không đến độ quá tệ, được không? Vậy thì đó là cái cách mà quan trọng là chúng ta sẽ phải nói như thế nào. Thì khi mà tụi mình ngồi xuống tụi mình nói chuyện với nhau thì tụi mình nói như này, cái này thì em, cái này là em muốn chia sẻ thật, nhưng không phải là để cho cái mối quan hệ của tụi mình tệ đi hay là để cho anh cảm thấy tệ, mà là bởi vì em rất là thích anh, em rất là yêu anh và em rất muốn cái mối quan hệ này nó tiếp tục được, cho nên là em muốn đề cập với anh chuyện này để tụi mình có những cái trải nghiệm tốt hơn. Bây giờ khi tụi mình nói rồi đó xong rồi thì bắt đầu tụi mình mới nói tiếp như nè, thì thật sự là khi mà em quan hệ em không có cảm thấy sướng, bây giờ em không có cảm thấy sướng, em cho người ta cái cấp độ đau nó đau từ từ thôi mọi người, đừng có vô tán cái chát vô mặt người ta đau á rồi người ta sẽ không nghe mình được nữa, được không? Mình đánh người ta từ từ thôi, mình đánh nhẹ nhẹ nè, bây giờ cái thằng ngày ngày mình đánh mạnh lên thì cái ngưỡng chịu đau của người ta từ từ, người ta có quản nghe, người ta có ngưỡng chịu đau với tụi em rồi, thì từ từ khi nói ra cái lời final cuối cùng sẽ là cái lời đau nhất, nhưng người ta sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn, được không? Thì sau khi mà ví dụ như tụi em nói ra là à em không có lên đỉnh, thì bạn nó sẽ hỏi là ok vậy thì hả, nếu mà như vậy thì em nghĩ là tại sao mà không có thể lên đỉnh được, thì em ấy nói, thì lúc đó em mới nói là tại vì em nghĩ là nói là tụi ví dụ như nó chưa có đủ lớp nè, hay là ví dụ như em thấy là mình có thêm lớp và mình cần phải có thêm foreplay nữa. Với lại á, thật sự là em thấy là mình có thể thử ví dụ như là bao cao su đôn. Thì người kia là ý em nói là dương vật anh nhỏ, nên là dạ không phải là em không phải là em muốn nói là dương vật của anh nhỏ, nhưng mà em nghĩ là đôi khi có những cái trải nghiệm như vậy cũng rất là hay và nó cũng giúp cho em dễ dàng lên đỉnh hơn. Mình có thể cùng nhau tìm cái cách nào đó để mà em với anh có thể đều lên đỉnh được. Thì bây giờ ví dụ như là lúc mà anh quan hệ với em á, anh có thể quan hệ bình thường, thoải mái. Nhưng ví dụ như là nếu mà anh muốn để cho em lên đỉnh á, thì tụi mình có thể sử dụng thêm một số những cái toy khác. Hoặc là sử dụng tay, hoặc là sử dụng toy, hoặc là anh có thể sử dụng thêm bao cao su đôn. Thì cả hai sẽ cùng vui. Thì quan trọng vẫn là cái câu hỏi đó là ok, là mình có thể chân thật, chân thành, khéo léo đủ để nói cho người ta nghe mà người ta cảm thấy thoải mái hay không.
Và cuối cùng á, là người ta thật sự ra người ta không có sợ chim người ta bé, mà người ta chỉ sợ chim người ta bé để rồi có người bỏ người ta. Cho nên nếu như á, mà em đang chứng minh được một sự thật là cho dù chim anh bé thì anh vẫn yêu em vẫn yêu anh, chỉ là hai đứa mình try to make it work, thì có phải là nó sẽ khác đi không? Không biết chị trả lời như vậy thì em đã cảm thấy ổn hơn chưa? Em cảm thấy là ổn hơn. Em cảm ơn chị. Kiểu như lần đầu làm với người ta mà mình chưa biết là người ta bé, mình có thể là kiểu mà gên sao cho nó đừng có giả. À gên sao cho đừng có giả hả em? Chị chỉ cho em lên rên mà không giả, đó là cắn răng lại rồi rên, được chưa? Hoặc là làm sao tập ở nhà rên vô cái điện thoại rồi mở lên nghe coi nó có bị giả trân không. Cái này là tập luyện rồi em, mà chứ bây giờ nhất bạn luôn á, bạn hỏi như vậy không lẽ bây giờ cơ là hả, cái lớp khóa ngày hôm nay đổi thành là dạy các bạn làm sao biết rên, dạy chắc xong rồi Greenwich không bao giờ nhà trường kiểu thôi đừng có bao giờ mời Trang nữa, chứ mời Trang vô làm khuấy động các em sinh viên của tôi quá. Rồi, ok. Dạ, còn một câu hỏi nữa mà bạn này là em nghĩ là một bạn trai khá là tình cảm đó. Bạn ấy có nhờ em hỏi đó là làm sao để duy trì mối quan hệ lâu dài mà không có quan hệ tình dục, vì tụi em đã thống nhất là từ đầu là sẽ xét sau hôn nhân ấy à, thì trong tuần huống này thì nên làm gì để duy trì mối quan hệ ấy à? Thì là mối quan hệ tình cảm đã gọi là tình yêu mà, thì nó có đơn giản chỉ có tình dục đúng không, nó còn có những cái hoạt động khác để kết nối bản thân, ví dụ như hai đứa em không muốn quan hệ đi đúng không, thì ok đổi đi coi phim, đi cắm trại hay đi du lịch, đi học cùng với nhau, mình có cả tỷ những cái hoạt động để chúng ta có thể làm được cùng với nhau mà, để kết nối nên không có sao cả. Nếu như mà bạn mà hỏi câu này á, thì đơn giản là chị sẽ nói như thế này, không phải là chị đánh giá nha, chị hoàn toàn không đánh giá, nhưng mà chị chỉ suy luận thôi, là có khả năng rất là cao là hai bạn này thật sự rất muốn quan hệ, nhưng mà tại vì lỡ commit, lỡ nói cái câu là sẽ không quan hệ cho đến khi chúng ta bị dựng vợ gả chồng, cho nên là thành ra kiểu bị rén như vậy, được không? Thoải mái mọi người, cho nên nói chiêu lên, trời ơi chiêu lên. Chúng ta chỉ sống có bao nhiêu năm đâu, ráng mà chiêu đi mọi người à, hãy như anh đang tiếp đi. Wow, một bạn đến từ Đà Nẵng ạ. Anh chào chị Trang Chuỗi cũng như là anh chào anh ta, cũng như anh chào tất cả mọi người. Ok. Thì kiểu em bị gặp một cái vấn đề kiểu hẳn hơi bị trầm trọng một cái. Em hay làm về kiểu con gái ấy. Thì có một cái vấn đề rõ ràng nhất là mặc dù là có giáo đồ đầy đủ rồi, nhưng mà kiểu hình như hẳn hơi to so với con gái thì chịu quá. Dạ. Má đã nói thật là... cái lòng mình chung với mọi người. Em nói nhanh lên để em đừng có nói chậm nữa. Cho nên em mạnh mẽ lên. Cho nên khi mà khoảng tầm 15 phút là người ta, em thấy người ta đau quá, em sẽ dừng. Nhưng mà sau khi dừng ấy, thì người ta lại quay qua hỏi em một câu là em không thương em hay sao mà em lại kiểu như thế. Trong khi em đang phụ cảm giả thích lá rất nhiều. Nhưng mà cùng lại bị quay qua hỏi em chẳng em à hay sao mà em lại kiểu không muốn tiếp tục. Nhưng mà trong khi người ta lại kiểu đau đến cái mức mà người ta nhăn mặt và người ta khóc luôn, người ta chảy nước mắt luôn. Thì em kiểu em chỉ nghe tới cái đau là em lại sẽ dừng đâu. Nhưng mà kiểu không phải là một người mà kiểu cùng ba người rồi mà kiểu trường hợp mà em gặp là họ sẽ quay câu hỏi con này, nhưng mà em cả cố gắng giải thích rất là nhiều. Nhưng mà em cũng kiểu toàn bị người ta nói lại, nói về vụ giao đâu thì tất nhiên là sẽ có giao đâu. Em giao đâu, em là một thằng giao đâu rất là kỳ. Em muốn kiểu cái quá trình mà lúc mà làm hẳn sẽ kiểu trân tru từ A tới Z mà kiểu phải vui nữa. Mà chỉ vui được khoảng tầm 10-15 phút đó, để đoàn hẳn mà kéo dài ra một trái thì sẽ... Bây giờ này nè, chị quệt đừng lại câu nói của em nha. Ok. Chị thề luôn là chị không có phải là, nhưng mà chị mất cười quá. Chị cứ nói nhưng mà chị mất cười muốn khóc luôn á. Chị ơi, chị cố gắng chị nhìn cười. Không phải là chị chọc em, nhưng mà chị thấy em dễ thương quá. Em dễ thương quá luôn mà chị mất cười vì em quá dễ thương á. Ok thì, bây giờ chị nói cái thực tế là em kiểu, bởi vì khi mà ngoài thì người ta còn thể nhìn em kiểu như này như kia, nhưng mà kiểu khi em bao nhiêu người mối quan hệ tình cảm á, là em sẽ kiểu chăm cho người kia chị kia. Em sẽ nghĩ cho người ta nhiều. Cho nên cái câu chuyện mà kiểu khi mà tình cảm hay là lúc mà mình từ A tới Z đồ này nó, thì em sẽ kiểu đầy đủ. Mà em cũng một kiểu là em biết nhiều, cho nên kiểu cũng đủ thể trên tên giới đất đôi chứ cũng có cả. Nhưng mà kiểu cũng không có quá lâu được á. Kiểu nhiều khi hẳn cũng hơi là mệt sĩ trong cái câu chuyện mà mình phải cố gắng giải thích là do là mình kiểu mình sót người ta, xong nhiều khi mà người ta kiểu đau là mình phải dừng. Ok, rồi bây giờ em dừng lại cho chị. Em không được kể lại câu chuyện này nữa, tại vì em đã nói lại câu chuyện này. Tức là em kể lại cho chị này chị hai lần chị hiểu rồi, nhưng mỗi lần em được rất kể nữa thì em kể chị sẽ rất là không thể nín cười được. Xin lỗi.
bây giờ chị sẽ tìm lại câu nói của em. Có nghĩa là sao? Khi mà tụi em quan hệ thì lúc mà dạo đầu rất là vui, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà sau đó lúc mà vô lâm trận á, thì khi mà em nghe bạn nói đau á, là em sẽ dừng lại đúng không? Yeah. Chị nói vậy đúng chưa? Nhưng mà em giải thích với bạn là tại vì nghe bạn nghe là nói đau, cho nên thành ra em dừng lại thì bạn không hiểu mà bạn nói rằng là bộ anh không thương em hả? Không có tẻm qua nhà thích đâu. Mà không phải kiểu lúc mà người ta gì nói một chữ đau là người ta gì nói một chữ đơn giản đâu. Mà họ nói mà để cái mức mà kiểu họ nhắn mặt nhắn mai rồi họ kiểu khó chịu luôn á. Đáng là phải rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe nè, em thì sợ người ta đau, nhưng có em có đặt câu hỏi là bộ người ta có thích đau không? Em có hỏi người ta là người ta có thích đau không? Lỡ người ta thích đau thì em dừng cái sự đau của người ta lại là em ác với người ta rồi. Anh dừng cái sự đau của em lại mà em thích đau là anh không yêu em, bạn nói câu đó được, được không? Nhưng mà em sẽ nói một câu là anh, đó, vậy thì em phải đặt câu hỏi cái bạn đó cho chị, đặt đi, em có thích đau không? Nếu như mà em nói như vậy thì bây giờ tụi mình sẽ cùng đi đến một cái cam kết, đó là khi nào nên dừng lại. Tức nghĩa là bây giờ anh sẽ quan hệ với em mà cho dù mặt em nhăn như con khỉ, anh vẫn sẽ không dừng lại. Cho đến khi mà em kêu là dừng lại đi, đau quá thì anh sẽ dừng lại. Vậy thì em câu trả lời của chị đó, được chưa? Làm ơn mà giờ mày hỏi bừa mày giùm chị coi là nó có thích đau không? Tự nhiên cứ đi lo giùm cho người ta mà chưa chắc, chưa biết được rằng là người ta có thích đau hay không. Tao tức cái lòng ngực dễ sợ luôn vậy. Làm cái nãy giờ đau hết cả mắt luôn á. Đâu, do thực tế là anh đã ạc mơ. Mà em muốn hỏi thôi. Em có hỏi rồi. Em hỏi rồi, bạn nói làm sao? Tức nghĩa là bạn nó có thích đau không? Thực tế thì kiểu mỗi người thì bắt đầu kiểu em quá nhiều rồi. Hiện tại em đang có một quan hệ khác. Anh chưa gặp nữa. Nếu mà kiểu những cái người mà em từng gặp thì em hỏi người ta sẽ kiểu hơi hứng thú với câu chuyện là đỡ. Nhưng mà kiểu em không có làm gì quá mà gọi là khiến cho người ta bị sợ đâu. Ừ. Chỉ là những câu tạo bình thường, nhưng chắc là nghĩ kiểu do em khỏe, người ta em to nữa. Nên kiểu một bạt cái là xong, kiểu người ta tắt luôn á. Xong kiểu chế kể như, lúc mà họ kêu. Nhưng mà ý là lúc em quan hệ với người ta xong á, được chưa? Em có hỏi người ta là có bị đau không? Đau như vậy đủ không? Có gì, nhưng mà chưa bao giờ là kiểu quan hệ xong một lần rồi. À, em chưa bao giờ quan hệ xong một lần. Tại vì em thấy người ta đau quá xong em im. À, em dừng lại. Bên có nhiều lên là bên xong, nhưng mà kiểu cũng quy trường hợp nữa. Kiểu lúc mà kiểu người ta sẽ kiểu thoải mái hơn đôi là thử. Hoặc là người ta đang bảo kiểu hạnh quá mấy người quá lắm á. Nên là họ sẽ kiểu sẽ ổn. Nhưng mà khi mà đã quen rồi là họ là họ hết. Chứ em thấy kiểu cho dù người gặp quen nhưng mà kiểu lâu lâu về bia. Bây giờ tôi hỏi anh trả lời cho tôi một câu. Ok. Vấn đề ở đây là anh sợ cái gì? Anh nói tôi nghe coi. Anh sợ kiểu mà giọng người ta kiểu mà kiểu bị bắt ạt người ta. Em sợ em đi đàn áp người ta đúng không? Thì em hỏi người ta là anh có đang đàn áp em không? Và tại vì á, em sẽ nói vậy nè. Bây giờ anh nói thiệt với em, ví dụ như em đang gặp người mới luôn, chị chắc em luôn, gặp người mới luôn. Em nói thẳng người ta như nè, anh nói thiệt với em là dương vật anh rất to. Người mời biệt đó gì nè. Nó có khả năng làm cho em bị đau. Thì em có thể nào cho anh biết rằng là khi nào là khi anh nên dừng lại khi chúng ta quan hệ tình dục? Xong người ta sẽ kêu, có cái signal người ta sẽ kêu như nè. Khi mà em nói anh quen mà dừng lại đi, thì mày phải dừng lại cho tao. Thì em nghe được cái câu đó. Em dừng lại. Nhưng mà cái người đó có kêu là trời ơi em đau quá anh ơi, sao mày em đau quá luôn, thì em phải không dừng lại. Tại vì mày phải nói được đúng cái câu mà tao với mày thả thuận với nhau là anh mày dừng lại đi, thì tao mới dừng lại. Safe word. Thì có phải rằng em đã cho người ta cái quyền quyết định là khi nào người ta dừng lại, và cái sự đau là để cho người ta quyết định luôn, là cái ngưỡng chịu đau của người ta làm sao. Em không cần trở thành một chàng trai tốt bụng ở đây là thấy người ta nhăn mặt xong rồi dừng lại. Cái sự tốt bụng đó nó thiếu chín chắn quá, nó không tốt. Lý do lỡ người ta thích đau thì sao? Em đã cắt đi nguồn cơn của sự hạnh phúc của người ta rồi má. Được chưa? Chị nói rồi nha. Làm ơn làm phước nói cho chị cái câu safe word. Hỏi người ta cái safe word. Biết là mình sợ người ta đau, nhưng mà không được cấm người khác được quyền hạnh phúc. Đặt câu hỏi bản thân mình đi. Đừng có tốt bụng một cách thiếu chín chắn như vậy. Được chưa? Không được thiếu chín chắn nha mọi người. Phải biết được rằng đối phương muốn cái gì. Đó. Nhớ hỏi nghe chú. Okay, chị. Đừng có xây bụng ta ra bụng người nữa nha em. Nhớ nha. Rồi. Rồi. Hello bạn. Dạ, dạ chào ban tổ chức, em chào chị Trang. Hello. Dạ cho em hỏi là khi mà mình quan hệ thì chị có thể chỉ cho em cái cuộc hành trình trên con đường tìm những điểm nhạy cảm trên cơ thể bạn tình. Cái này là bạn tình lâu năm hay là bạn tình một ngày em? Một ngày. Nếu mà là bạn tình một ngày á,
thì tụi em phải xác suất thống kê, xác suất thống kê xem là mình ngủ với lại bao nhiêu đen người rồi, thường cái chỗ nào là cái chỗ mà người ta thích, cái mình thử mình test có phải không, đã được không? Chứ mà bây giờ kêu rằng là chị ơi, chị hãy chỉ cho em rằng là mới vừa gặp cái người đó thì em nên làm gì, thì chị hứa với em, chị cũng kêu em là em test đi, ok, mình đọc ở trên mạng nghe nói là đầu ngực nè người ta sẽ thích này nha, xong rồi cánh chân gì mà bên trong đùi trong người ta sẽ thích này nha đó hả, thì mình ná như mình thử thôi. Khi mà mình thử thì mình cũng phải sao khéo léo một tí, xem coi cái cách mà người ta thích ở cái cơ của người ta như thế nào, để mình biết được rằng là khi người ta thích người ta sẽ có những cái phản ứng lại, ok, khi mà người ta có những cái phản ứng lại dựa trên những cái touching đó, những cái gọi là liếm láp đó, và thấy là ok người ta thích đó, mình nốt lại trong đầu của mình. Cái cách mà để dễ nhất đó là trước khi mà tụi em lâm trận á, tụi em hãy massage cho nhau, tại vì khi mà tụi em massage tụi em rất là dễ dàng để mà tụi em cảm nhận được những cái khu chỗ nào là chỗ mà người ta cảm thấy nhạy cảm, rồi sau đó tụi em phục về rồi. Chị chỉ giùm em luôn một chỗ cuối được không chị? Dạ được. Làm sao để mình tìm được cái khu điểm G của đàn ông? Rồi ok, điểm G của đàn ông. Chị xin phép là em đáng yêu quá. Tiếp tục nè, nghe chị nói nha mọi người. Thứ nhất á, điểm G nó chỉ là một cái tên. Ngay cả đối với là con gái người ta cũng kêu là điểm G, điểm C, điểm A. Thì chị nói thiệt với mọi người luôn á, là nếu như gọi cái điểm nó ra thì chỉ đơn giản là để dễ dàng suy nghĩ xem coi là cái vị trí giải phẫu của nó ở đâu, được chưa? Nhưng mà bây giờ chị sẽ không nói là điểm G, chị sẽ twist lại một tí xíu cái câu nói. Đó là cái điểm nào là cái điểm nhạy cảm mà mình có thể kích thích và làm cho người ta lên đỉnh một cách đơn giản và dễ dàng. Chị nói vậy cho dễ hiểu ha, được chưa? Vậy thì nếu như mà ở trên dương vật á, của người có dương vật á, là cái chỗ dây thắng, được chưa? Chỗ dây thắng là chỗ sẽ có, gọi là sao ta, nó sẽ có trung khu, nó nhiều thần kinh, đó là trung khu thần kinh. Cho nên là thành ra nó sẽ rất là nhạy cảm. Thì cái điểm G của cái dương vật sẽ là chỗ dây thắng, ok chưa? Cái số 2 đó là kích thích tuyến tiền liệt bên trong lỗ hậu. Có nghĩa là sao? Trong lỗ hậu của chúng ta nó, tức là hồi 7, không phải chúng ta, các bạn nữ không có gì xin lỗi nha. Trong lỗ hậu của tất cả những bạn có dương vật thì nó sẽ có cái chỗ đó gọi là cái tuyến tiền liệt. Và nếu như mà các bạn kích thích ở đó, các bạn sẽ có được rất là nhiều mini orgasm mà không cần phải xuất tinh. Các bạn hãy bỏ cái suy nghĩ rằng là đàn ông xuất tinh là lên đỉnh giùm chị nha. Bỏ cái chuyện đó ra, thật ra nó tách biệt nhau, được chưa? Có rất là nhiều cách để cho chúng ta lên đỉnh mà không nhất thiết phải xuất tinh, và trong đó chính là kích thích tuyến tiền liệt. Có nhiều bạn sẽ nói vậy nè, ôi vậy thì nếu mà em để người ta kích thích tuyến tiền liệt thì em là gay. That's so wrong, rất là sai nha mọi người. Việc mà các bạn tận hưởng được kích thích ở phần lỗ nhị không identify bạn là gay, được chưa? Gay là khi mà các bạn phải có một cái mối quan hệ romantic way, tức là có một cái cảm xúc romantic quay với một người đồng giới, nên là không được vạ cái chuyện thích được kích thích lỗ nhị và nghĩ mình là gay nha, được chưa? Làm như vậy tổ BD vật đó. Em thấy chắc hẳn là các bạn sinh viên còn rất là nhiều thắc mắc muốn được giải đáp ạ, mà tuy nhiên thì thời lượng chung của chương trình đấy thì rất là có hạn, nên với những câu hỏi chưa được trả lời thì các bạn có thể lên kênh YouTube của Sếp Edu Bay Trang. Ở đó chị Trang có thể chia sẻ rất là chi tiết ở các video về tất cả những chủ đề liên quan đến giới tính giới tính ấy. Các bạn hãy subscribe để theo dõi những video chị Trang ha. Ngoài ra có thể các bạn theo dõi chị Trang qua các kênh social media như là YouTube nè, TikTok trong chú sau ha. Tất cả đường link đã được tổ chức. Đứng kèm mời các bài viết ở bên dưới. Dạ vâng ạ. Và em xin cảm ơn chị Trang Chuối và Trang Chuối Sau đã mang đến cho tụi em những thông tin rất là bổ ích và những hành trang vô cùng quý giá cho các bạn sinh viên của tụi em ạ. Và để cho tụi em có thể thêm kinh nghiệm trên đường đời ấy. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau khi mà Covid đi qua ha. Vinh Phai cảm ơn chị và những điều tuyệt vời mà chị đã dành cho tụi em ạ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia nhiệt tình trong buổi lớp talk lần này. Mong các bạn đã có những trải nghiệm thật là bổ ích và thú vị, và hãy cùng luôn đồng hành cùng Vinh Phai ha. Và thêm một cái nữa là nếu như các bạn có thể một like, một share cho cái event này cũng giống như là kênh của chị á, và viết cái cảm nghĩ của các bạn ở trên social media thì cũng đừng quên tag các Edu Bay Trang hoặc là tag Trang Chuối Show và tag cả chương trình nữa, để mà chị có thể lấy cái đó giống như là một cái nguồn động lực để đi tiếp vậy mọi người. Điều này nó sẽ là một điều rất là tuyệt vời cho chị, bởi vì cái việc mà kết nối và biết được là những điều mà chị đang làm nó có ích với các bạn trẻ ở Việt Nam và giúp cho các bạn có thể thay đổi được cuộc sống á, có thể sống một cách vui vẻ và hạnh phúc và cũng giống như là lạc quan hơn, thì đó là một trong những điều rất là tuyệt vời. Mỗi một cái sự chia sẻ của mọi người sẽ là một cái liều thuốc tinh thần rất là lớn dành cho chị ha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye chị, tạm biệt chị ạ. Mọi người thấy câu chuyện hôm nay có dễ thương không ạ? Đây là một trong những cái podcast mà mình cũng rất tâm đắc, bởi vì đó là những câu chuyện của các bạn trẻ, những câu chuyện thật, những cái cảm xúc thật. Và nếu như bạn muốn trở thành những người tiếp theo lên chiếc podcast này cùng với Jay, tất nhiên là sẽ không để lộ danh tính đâu nha.
thì cũng đừng quên gửi email về cho tụi mình hoặc là liên hệ với tụi mình qua các cái cổng truyền thông. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trên cái phần mô tả, ở cái phần mô tả của chiếc podcast này nha. Hoặc đơn giản nhất là cứ đi tìm sách Edu Bay Trang hoặc là lên trang web chanchuối.com, cỡ nào cũng tìm được thấy tụi mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có một ngày Chủ nhật thật là vui, ấm cúng và chuẩn bị sẵn sàng cho tuần tiếp theo.